thế hệ trẻ ngày hôm nay rất cần sự chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo của chúng ta. Và đời sống và tương lai của chúng ta lại phụ thuộc vào giới trẻ. Đây là một cái gắn kết không tách rời, nghĩa vụ đi với quyền lợi và quyền lợi đi với nghĩa vụ. Nhưng mà đến bây giờ đã hơn 15 năm hình thành và phát triển, thì thành quả đáng quý nhất mà chúng ta đã đạt được là đã đào tạo và giáo dục hàng ngàn học sinh 12 bài thi vào các trường cao đẳng và đại học. Và hiện nay các em đang làm việc và công tác ở mọi miền tổ quốc. Những nỗ lực không mệt mỏi, những cống hiến thầm lặng của tập thể giáo viên nhân viên của Thành Đạt đã góp phần to lớn trong việc nâng cao mặt bằng nhân trí, nuôi dưỡng bao ước mơ, giáo dục rèn luyện bao thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho cộng đồng xã hội. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa, đáng trân trọng, đáng ghi nhớ. Thầy cô ở đây thì cũng giống như là những người cha, người mẹ, những người anh, người chị, luôn luôn là tận tâm và dìu dắt tụi em trên cái con đường mà đi đến cái ước mơ của mình. Thực sự thì em không có lời nào để cảm ơn thầy cho đủ. Em xin chúc trung tâm mình sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai, đào tạo ra những cái lứa học trò thật là ưu tú, sẽ là những cái mầm non tương lai cho tổ quốc. Với cái triết lý là học sinh đến là phải học, là phải trưởng thành, thi là phải đạt. Cái trưởng thành ở đây là trưởng thành về cái nhân cách, trưởng thành về tư duy, thành về suy nghĩ, ứng xử. Và đạt ở đây là đạt là trong thi cử, trong làm việc và trong cuộc sống sau này. Chỉ nghĩ một điều, mình thật may mắn khi quyết định học ở một nơi không chỉ có cơ sở vật chất tốt nhất mà còn là nơi chan chứa tình yêu thương. Người đưa đò có thật là gian khó, mấy kẻ qua đò có thể nhớ về công lao người đưa mình sang sông, sang biến đổi tri thức. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, gắn công mà học có ngày thành danh. Nhân buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trung tâm luyện thi Thành Đạt, em chúc cho trung tâm ngày càng thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Chúc thầy Thành, cô Hồng tràn trề nhiệt huyết, tâm huyết để cho thế hệ các em và đàn em mai sau có được nơi học tập tốt nhất hơn hiện tại. Bằng tất cả tình cảm sâu nặng với trung tâm và một thời tuổi trẻ mình gắn bó, cống hiến trong suốt 15 năm qua, để tri ân những đóng góp thầm lặng ấy, ban giám đốc trung tâm quyết định khen thưởng và trao những phần quà nhỏ cho các thầy cô, các anh chị nhân viên trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúc tập thể giáo viên, nhân viên chúng ta đoàn kết một lòng để cùng nhau phát triển, và chúng ta sẽ xây tiếp một cái chặng đường cho những ước mơ bay cao. Xin trân trọng cảm ơn. Để có được buổi lễ kỷ niệm 15 năm long trọng như thế này, tôi thật sự là cảm động, vui mừng và tự hào về cái thương hiệu giáo dục Thành Đạt mà tập thể giáo viên nhân viên của chúng ta đã dày công xây dựng. Tôi cũng rất tự hào về đã có được một đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên rất trẻ trung, năng động, sáng tạo và giỏi chuyên môn, đầy nhiệt huyết và bản lĩnh trụ vững trong những cơ chế giáo dục có nhiều thay đổi và biến động. Tôi cũng mong rằng tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của Thành Đạt sẽ tiếp tục đoàn kết, gắn bó và phấn đấu giữ gìn truyền thống vẻ vang mà chúng ta đã xây dựng và có được trong 15 năm qua, và tiếp tục sự nghiệp trong nơi góp phần xây dựng Thành Đạt ngày càng phát triển, đáp lại sự tin yêu mong mỏi của đại đa số học sinh và phụ huynh trên địa bàn và trong khu vực.